thì tự dưng mình mới chợt nghĩ tới một cái nội dung mà nhắc đến nội dung này trước khi nhắc đến nội dung này cùng để chia sẻ qua một chút về cái cách sáng tác những bài hát trước đây của Tùng. Trước đây ấy, khi mà Tùng sáng tác bất kỳ bài hát nào ấy, thì Tùng thường tìm được những cái câu mà câu chủ chốt trước, ví dụ như là chúng ta thuộc về nhau này, hai em ở ngày hôm qua, thì từ những cái câu đó trở đi bắt đầu Tùng mới biết nội dung cho cái bài hát đó. Nhưng mà với bài hát này thì khác, Tùng nghĩ tới một hình ảnh của một người mà Tùng mới biết trước, và Tùng nghĩ tới cái cảm xúc của người đó như thế nào. Và khi nghĩ tới tất cả mọi thứ những xung quanh này, hoàn cảnh này, nội dung, cảm xúc, thì Tùng bắt đầu mới phiêu ra giai điệu. Và khi mà phiêu ra giai điệu rồi thì Tùng mới biết lời những giai điệu đó. Và lần này Tùng cứ để cho cảm xúc của Tùng cứ tuôn ra thôi, và Tùng không cầu kỳ bất kỳ một ta phải đi theo một cái câu chủ chốt của nó cả. Bây giờ Tùng cứ để cho những lời ca mà Tùng muốn viết nó bay bổng mà thôi. Và khi mà Tùng viết xong, hoàn thành xong các khúc lạc trôi này, thì Tùng mới đọc lại từ đầu đến cuối, thì Tùng mới thấy rằng không còn tên bài hát nào hợp hơn ngoài từ lạc trôi. Đó là lý do tại sao lại đặt tên là lạc trôi. Có nhiều người thắc mắc là ngày xưa em toàn thấy anh là đặt 4 từ, 5 từ mà dài đấy mà sau này có 2 từ, thì mình cũng không biết trời đấy nào là cái gì nó đến thì tự khắc sẽ đến vậy. Lạc trôi được phát hành đúng lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2017, chỉ sau gần 24 giờ. Video đạt 4 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Đến ngày 4 tháng 1, Lạc trôi đạt 13,5 triệu lượt xem. Sản phẩm vượt qua kỷ lục MV Chúng ta không thuộc về nhau là 3 triệu lượt xem sau một ngày của chính nam ca sĩ. Video Lạc trôi được xây dựng theo phong cách cổ trang, kể về một ông vua dù đứng ở vị đỉnh cao của quyền lực nhưng vẫn cô đơn vì không thể sở hữu một tình yêu đích thực. Ông ta che giấu con người của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần. Xu hướng LV cổ trang được nhiều nghệ sĩ quốc tế ưa chuộng trong những năm gần đây, đặc biệt ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Giới trẻ Việt Nam cũng không nằm ngoài phủ sóng của trào lưu này. Với Lạc trôi, Sơn Tùng nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, ekip lên ngôi Chùa Linh Quy Pháp Ân ở Lâm Đồng để quay MV nhằm có được những hình ảnh đẹp huyền ảo như ý tưởng. Mọi người phải giữ được một hình ảnh, không được để lộ bất kỳ một hình ảnh đó ra ngoài. Tại vì mình rất là muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ dành cho tất cả khán giả. Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ bản thân khá thích thú khi thưởng thức MV Lạc trôi của Sơn Tùng. Tú Dưa đánh giá bản phối của Lạc trôi hay và bắt tai, nhưng đôi chỗ nhanh nhác nhạc hoa. Tú Dưa cũng dành lời khen cho phần ca từ của Lạc trôi vẫn giữ được chất riêng của Sơn Tùng nhưng có phần sâu sắc và trưởng thành hơn. Nhạc sĩ Khắc Hưng đồng tình rằng bản phối Lạc trôi hay, có sự hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và truyền thống, nhưng hình ảnh Phi Nordic gây tranh cãi về thời trang trong LV không phải một sự vụng về mà hoàn toàn có chủ đích. Khắc Hùng nhấn mạnh Sơn Tùng đã thành công trong việc khuấy đảo được dư luận từ những chi tiết nhỏ nhất.